Video này tôi sẽ chia sẻ với bạn về các nguyên tắc để đạt được thành công. Bạn muốn chứ? Cho dù chúng ta làm bất cứ việc gì, thì nếu bạn tuân thủ 4 nguyên tắc tôi chia sẻ trong video này, chắc chắn bạn thành công. Mỗi chúng ta đang làm một công việc cụ thể ở ngoài kia, và đương nhiên rồi, tất cả chúng ta đều mong muốn mình thành công. Thành công về tiền bạc, thành công về sự nghiệp, thành công về bản thân mình trở thành người có giá trị. Và ai chúng ta cũng mong muốn như vậy, và ai trong chúng ta cũng nỗ lực làm việc để đạt được thành tựu. Nhưng bạn có thấy không, phần lớn là không đạt được cái điều mình mong muốn, và cái số lượng đạt được ấy rất ít. Ví dụ từ những khảo sát kinh tế ấy, thì họ cho chúng ta thấy rằng cứ 100 doanh nghiệp khởi nghiệp thì có 95% thất bại ngay lập tức, chỉ còn có 5% thành công hay là sống sót thôi. Rồi 5 năm sau đó thì lại 95% cái số thành công sống sót kia lại tiếp tục phá sản. Vậy thì làm thế nào để ta có thể thành công trong bất kỳ một cái mục đích, một cái mục tiêu, một dự án, một ý tưởng nào ta khởi sự ra. Ví dụ như là ta mở một doanh nghiệp, khởi sự bằng một doanh nghiệp, ta bắt tay vào phát triển một hệ thống kinh doanh, rồi ta mở một cửa hàng kinh doanh, ta bắt đầu bằng một nghề nghiệp cụ thể, thì làm thế nào để thành công? Bản thân mến, sở dĩ rất nhiều người chưa đạt được thành công là chỉ đơn giản thế này thôi, là bởi vì họ đã làm theo cách tạo ra thất bại, chứ không phải cách tạo ra thành công. Còn thành công, nó có cách để tạo ra thành công. Cho nên bạn mới thấy đâu đó có một câu rằng, nếu bạn không có một cái kế hoạch thực hiện để thành công, thì bạn đang thực hiện kế hoạch để thất bại. Hãy nghĩ kỹ về cái điều này bạn, và nghĩ về cái quá trình bạn làm việc nỗ lực thời gian qua. Nếu bạn không có một kế hoạch thành công để thực hiện, tức là bạn đang làm theo kế hoạch đó để thành công, thì chắc chắn rồi, bạn đang thực hiện kế hoạch để thất bại. Vậy tôi muốn bạn hãy quay trở lại cái công việc bạn đã nỗ lực thời gian qua. Và nếu bây giờ nó chưa có thành tựu, chưa thành công, thì suốt thời gian qua bạn đã thực hiện kế hoạch để làm gì vậy đấy? Để tạo ra cái gì vậy? Có phải là tạo ra thất bại không? Nếu bạn chưa hài lòng thì nghĩa là nó đã thất bại không? Chưa kể là nó thất bại nặng nề nữa. Vậy tôi chia sẻ với bạn, để thành công chúng ta phải tuân thủ 4 nguyên tắc sau đây. Cho dù bạn tham gia bất kỳ khóa huấn luyện nào của những bậc thầy huấn luyện đỉnh cao nhất thế giới nào, cho dù bạn đọc những cuốn sách bestseller nào để nói về thành công, thành tựu hay nguyên tắc hay bí mật gì đó, thì nó cũng không thoát khỏi 4 cái nguyên tắc sau đây tôi chia sẻ với bạn. Và bạn chỉ cần nắm chắc lấy nó, thực hiện đúng nó, thì tôi cam kết với bạn, với tư cách một nhà huấn luyện đào tạo khoa học NLP lập trình ngôn ngữ tư duy, bạn đạt 100% bất kỳ mục tiêu nào bạn sắp xếp, bạn xác định trong cuộc đời này. Hãy chú ý đây, nguyên tắc thứ nhất, bạn cần biết rõ bạn muốn gì. Nguyên tắc đầu tiên, bạn phải biết bạn muốn gì. Nào, trong nguyên tắc này bạn sẽ trả lời tiếp các câu hỏi này: vì sao bạn lại muốn cái mục tiêu đấy? Vì sao bạn lại muốn cái kết quả đó? Ví dụ, bạn muốn bạn có thu nhập là 500 triệu một năm, 5 tỷ một năm hay nhiều hơn nữa, thì bạn phải biết rõ rằng tại sao bạn muốn cái số tiền đấy, tại sao bạn muốn số tiền đó. Và nếu không đạt được số tiền đó thì hậu quả xảy ra với bạn là gì? Hậu quả là gì? Rồi tiếp theo này, bạn sẵn sàng đánh đổi những gì để bạn đạt được mục tiêu đó, mục tiêu về số tiền đó, số lợi nhuận đó. Hoặc nếu bạn xác định là mình muốn trở thành một mẫu hình, một con người cụ thể này, thì bạn cần phải trả lời rõ tại sao bạn muốn trở thành cái mẫu hình đó. Tại sao muốn trở thành mẫu hình đó? Và nếu không trở thành cái mẫu hình đó, thì cái cuộc sống của bạn, bạn cảm thấy như thế nào? Bạn cảm thấy thế nào? Rồi bạn dám đánh đổi những gì? Bạn dám đánh đổi thời gian? Bạn dám đánh đổi tài chính? Bạn dám đánh đổi sự vất vả bản thân?
để trở thành con người đó không? Nếu câu trả lời nó xác đáng, nó đầy động lực, nó đầy quyết tâm, thì cái muốn của bạn là chính xác. Thì đấy là nguyên tắc thứ nhất bạn đã đáp ứng. Khi đáp ứng nguyên tắc thứ nhất rồi, thì bạn cần phải tiếp tục đáp ứng nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ hai là bạn phải có một kế hoạch rõ ràng để thực hiện. Một kế hoạch rõ ràng. Bạn biết bạn muốn gì rồi, thì bây giờ bạn phải có một cái kế hoạch rõ ràng để bạn dựa vào đó để thực hiện. Và kế hoạch này là một kế hoạch khả thi, được xây dựng dựa trên những nguyên tắc, dựa trên những công cụ đã được kiểm chứng. Cái kế hoạch này cho phép bạn mở mắt ra một ngày là bạn cứ làm theo đó và đạt được. Kế hoạch này nó bao gồm sự phù hợp về bối cảnh môi trường của cái việc kinh doanh của bạn. Rồi kế hoạch này bao gồm những yếu tố cần và đủ, nguồn lực cần và đủ là gì? Cái gì có bạn cần phải phát huy, và cái gì chưa có bạn cần phải bổ sung, học hỏi, rèn luyện vào. Rồi lộ trình của nó ra sao, phương pháp làm để thực hiện hoàn thành như thế nào? Bạn cần phải có một kế hoạch rõ ràng. Và đương nhiên rồi, để bạn thiết lập được một kế hoạch chiến lược khả thi, bạn phải có những cái công cụ chuyên nghiệp đã được kiểm chứng. Và nếu bạn chưa có cái kỹ năng này, kiến thức này, buộc bạn phải đi học thôi để có nó, thì bạn mới thiết lập ra một cái kế hoạch khả thi để bạn thực hiện. Đấy là nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba là năng lực đáp ứng. Bản thân bạn phải có năng lực đáp ứng để bạn lắp vào kế hoạch đó. Tại sao năng lực nó quan trọng? Bởi vì thế này, cho dù bạn có một kế hoạch rõ ràng, ví dụ kế hoạch của bạn là một ngày bạn phải gặp 3 khách hàng để bán hàng, bạn phải gặp 3 đối tác để thương thuyết, thuyết trình, thương lượng, đàm phán để chốt được hợp đồng. Kế hoạch đặt ra rõ ràng như vậy, nhưng vì lại bạn không có cái khả năng thương lượng, bán hàng, thuyết trình, và kết quả nó không xảy ra, vậy thì cái muốn của bạn nó cũng không bao giờ xảy ra được. Cho nên cái năng lực là nguyên tắc thứ ba bạn phải đáp ứng. Vậy năng lực ở đây thì nó gồm những năng lực gì? Cụ thể là năng lực gì? Thứ nhất là năng lực bạn phải hiểu mình. Mình có điểm mạnh gì, điểm yếu gì, để bạn biết phát huy điểm mạnh và hạn chế, chỉnh sửa dần những điểm yếu. Năng lực thấu hiểu người khác để bạn giao tiếp với người khác thành công. Người khác bao gồm khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, rồi đồng nghiệp, rồi cấp trên, cấp dưới của bạn. Bạn phải có năng lực thấu hiểu với họ. Rồi bạn phải có kỹ năng giao tiếp với những kiểu người, nhóm người có tính cách đặc thù khác nhau để tạo ra hiệu quả. Năng lực giao tiếp, năng lực thương thuyết, đàm phán, chốt sale. Đến năng lực thứ hai. Năng lực thứ ba là bạn phải có năng lực giải quyết mọi vấn đề. Ví dụ như những vấn đề đã xảy ra trong lĩnh vực nghề nghiệp của bạn, thì bạn phải có năng lực giải quyết được với kết quả một cách tốt đẹp, hiệu quả. Bạn phải có năng lực. Và những năng lực đó bạn phải, đương nhiên rồi, cần phải được học hỏi, cần phải được học từ những kỹ năng chuyên nghiệp, chứ không phải bằng cái kỹ năng tự phát. Đấy, bạn phải có năng lực rất chuyên nghiệp, chứ không phải năng lực tự phát. Rồi có năng lực gì nữa? Bạn có năng lực truyền cảm hứng, năng lực huấn luyện lãnh đạo người khác hoàn thành 100% những mục tiêu xác định. Thế thì bạn thấy đấy, năng lực, nếu bạn trong vai của một chủ doanh nghiệp, thì năng lực của một chủ doanh nghiệp để vượt qua mọi vấn đề và dẫn dắt doanh nghiệp phát triển là gì? Bạn phải có những năng lực đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Nếu bạn trong vai một người bán hàng, thì bạn phải có những năng lực gì để giúp bạn bán được nhiều hàng, gia tăng được doanh số? Thì bạn phải có năng lực đáp ứng. Đấy là nguyên tắc thứ ba. Nếu chưa có những năng lực này, thì bạn cần phải đi học thôi. Làm thế nào để bạn biết rằng bạn có năng lực hay chưa có năng lực? Hãy nhìn vào thu nhập của bạn. Bạn biết bạn đã có năng lực hay chưa? Thu nhập chính là phản ánh năng lực của bạn. Hãy nhìn vào doanh nghiệp của bạn. Nhiều năm qua bạn có một doanh nghiệp, nhưng nó có phát triển không, hay nó đang dậm chân tại chỗ? Thậm chí bây giờ nó còn đang bị suy thoái bởi dịch Covid, bởi nhu cầu đóng cửa, và bạn chưa chuyển kịp. Hãy nhìn, đấy là năng lực. Cần phải nâng cao cái năng lực của mình,
luôn luôn bổ sung, nâng cao năng lực của mình để đáp ứng cái kế hoạch rõ ràng để bạn đạt được điều bạn muốn. Đấy là nguyên tắc thứ ba. Còn nguyên tắc thứ tư là hành động. Bạn biết bạn muốn gì rồi, bạn có một kế hoạch rõ ràng để hành động rồi, bạn lại có năng lực đáp ứng rồi. Bây giờ nguyên tắc thứ tư, bạn phải hành động. Bởi vì nếu không hành động, không có gì xảy ra cả. Vậy thì trong cái nguyên tắc hành động, yêu cầu bạn có mấy yếu tố như sau. Bạn hành động phải kiên trì, bạn phải kiên trì. Rồi thứ hai, bạn hành động phải rất kỷ luật. Có kỷ luật, bạn mới đạt được mục tiêu. Có kỷ luật thì bạn mới làm tốt việc đó, tạo ra hiệu quả tốt việc đó. Có kỷ luật nó mới trở thành thói quen, khiến bạn cảm thấy nó dễ dàng. Rồi bạn phải cam kết. Đã xác định, đã hứa là phải hoàn thành. Trong hành động yêu cầu mấy cái thứ như vậy. Hành động một cách kiên trì, hành động một cách kỷ luật, hành động một cách cam kết. Bạn thấy đấy, với bốn nguyên tắc tôi vừa chia sẻ với bạn, hãy ứng dụng vào công việc của bạn đi. Bạn sẽ thấy tại sao từ trước đến nay bạn chưa thành công. Bạn đang thiếu hụt gì ở bốn cái nguyên tắc trên, bạn biết ngay mà. Và bạn thân mến, những chia sẻ của tôi hy vọng rằng sẽ gợi mở cho bạn và trả lời cho bạn câu hỏi bạn vẫn băn khoăn bấy lâu nay: làm thế nào để bạn thành công, làm thế nào để bạn đạt 100% kết quả. Và tất nhiên rồi, ở dưới, ẩn dưới bốn nguyên tắc này, nó còn rất nhiều kỹ thuật, rất nhiều cái phương pháp, cách làm, cái kiến thức chi tiết hóa để bạn có thể đạt được mục tiêu, mục đích mà bạn xác định ra. Và bạn thân mến, đáp ứng cái điều đó, tôi có những khóa huấn luyện đào tạo công cụ kỹ thuật của NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Ngành khoa học này, khoa học huấn luyện con người này có thể cho bạn tất cả những hiểu biết, những công cụ kỹ thuật để bạn có thể lắp vào hoàn thành bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống của bạn. Hãy tham khảo thật kỹ những chương trình huấn luyện đào tạo của tôi ở đây. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, nhà huấn luyện đào tạo NLP cấp độ quốc tế. Tôi là Master Trainer NLP thuộc ABNP Hoa Kỳ.